Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Muôn kiểu kích động quanh chuyện quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Mưu hèn kế bẩn ẩn sau bài viết của một kẻ cơ hội. Kẻ chưa đóng góp cho quỹ vaccine lại đi sân si người khác. Kỳ lạ, rất nhiều người ở quận này nhưng đi quận khác mua đồ. Muôn kiểu kích động quanh chuyện quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Kính thưa quý vị, chuyện quân nhân Trần Đức Đô tử vong, phía quân đội đã có những thông tin bước đầu về nguyên nhân cái chết của em. Theo đó, quân nhân Trần Đức Đô đã treo cổ tự tử trong quá trình luyện tập trên thao trường vào chiều ngày 30 tháng 6. Cùng với thông tin ban đầu, các lực lượng chức năng của quân đội, công an cũng đang vào cuộc quyết liệt, khẩn trương để tiếp tục làm rõ thêm nguyên nhân cái chết của quân nhân này để có câu trả lời thỏa đáng với dư luận. Ấy thế nhưng, dù mọi việc vẫn đang trong quá trình tiếp tục làm rõ, nhưng rất nhiều tổ chức, cá nhân thù địch nhà nước Việt Nam đã lợi dụng sự việc này để tuyên truyền chống phá nhà nước, đặc biệt là công kích lực lượng quân đội. Dù nguyên nhân tử vong ban đầu đã được thông tin, thế nhưng rất nhiều trang mạng ở hải ngoại và một số phần tử chống phá đã xuyên tạc cho rằng quân nhân Đô bị chết là do bị đánh ở trong quân đội. Từ đó, chúng hô hào nói xấu kỷ luật quân đội, hạ uy tín quân đội, thậm chí là kích động phá hoại chính sách nghĩa vụ quân sự, cho rằng không nên tiếp tục cho con em đi nghĩa vụ quân sự. Chưa hết, một số đối tượng còn bịa ra các thông tin như Cục Kỹ thuật Bộ Công an ra lệnh cắt mạng, cắt điện khu vực nhà em Đô và khu vực quanh thi hài em Đô để tiếp tục kích động dư luận. Một số khác lợi dụng tâm lý nỗi đau mất con của gia đình em Đô để kích động gia đình đòi công bằng cho em Đô theo hướng kích động gia đình có những hành động bộc phát quá khích. Cần khẳng định một lần nữa rằng, việc em Đô tử vong, phía quân đội đã có thông tin bước đầu và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ và sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Trong lúc này, chúng ta cần bình tĩnh và tỉnh táo để tiếp nhận thông tin, để tránh mắc mưu những âm mưu thâm độc, kích động và xuyên tạc của các thế lực xấu. Ngay cả gia đình em Đô, trong lúc này dù rất đau buồn, nhưng cũng cần bình tĩnh để không mắc mưu kích động của kẻ xấu, cũng như có những phát ngôn thiếu kiềm chế, dễ dẫn đến hiểu lầm và để kẻ xấu lợi dụng. Chia buồn với gia đình em Đô, nhưng chúng ta cũng cần cảnh giác và tỉnh táo trước các âm mưu lợi dụng sự việc này để chống phá. Mưu hèn kế bẩn ẩn sau bài viết của một kẻ cơ hội. Kính thưa quý vị, cái nắm đấm đẫm lệ và chủ nghĩa tư bản vượng vinh là tiêu đề bài viết của Jack Hammer Nguyễn trên trang Tiếng Dân ngày 5 tháng 7 năm 2021. Nhân sự kiện 319 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Bài viết đưa ra những nhận định sai trái, đổi trắng thay đen, vu khống trắng trợn và phủ nhận những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cố tình gây chia rẽ nội bộ, kích động phân biệt vùng miền. Jack Hammer Nguyễn, kẻ cơ hội chính trị, vốn không xa lạ với cộng đồng người Việt sinh sống trong và ngoài nước, một kẻ phản quốc xảo trá, điên cuồng chống lại chế độ Cộng sản với nhiều bài viết xuyên tạc, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các blog, trang mạng phản động. Cái nắm đấm đẫm lệ và chủ nghĩa tư bản vượng vinh thể hiện cái nhìn thiển cận và mang đầy hơi thở phản động của một kẻ chỉ biết kêu gào, sáo rỗng. Với những luận điệu vô căn cứ, bóp méo mục đích tốt đẹp của hành động chi viện chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh, kiểu như chẳng qua là ông Vượng cùng các tay chơi khác như Vietnam Airlines, Saigon Tourist, ăn có chuyện chống dịch để quảng cáo, hay hình ảnh những nắm đấm cộng sản và những lời lẽ ẻo cơ kiểu thương quá, tự hào quá cho chiến dịch ăn có của mình. Bên cạnh đó, bài viết thể hiện giọng điệu xuyên tạc chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp và nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang dày công xây dựng, đồng thời mang hơi hướng kích động phân biệt vùng miền giữa hai miền Nam Bắc, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam. Thứ nhất, việc tăng cường nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho các địa phương đang bùng phát dịch là một chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đồng thời, biểu hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phản ánh nguyện vọng chiến thắng dịch bệnh, chống dịch như chống giặc của toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị ở Việt Nam. Chủ trương đó đã được thực hiện và chứng minh sự đúng đắn qua các đợt bùng phát dịch ở Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang.
Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm chống dịch, bởi vậy chuyện này chẳng cần ai ở Sài Gòn nhờ vả cả. Thứ hai, việc chỉ có 4 tiếng sau khi nhận đề nghị của Bộ Y tế, đã có 310 sinh viên và 9 giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tình nguyện xung phong, trong đó nhiều bạn từng tình nguyện góp sức trên mặt trận chống dịch của Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang trước đó. Cùng với việc chỉ sau 2 tiếng sau khi nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế vào chiều ngày 30 tháng 6, Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch và bố trí khai thác một chuyến bay riêng bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, loại máy bay mới và hiện đại nhất của hãng, để chở đoàn công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh là những bằng chứng sinh động về tinh thần tình nguyện, phản ứng thần tốc và quyết tâm của các lực lượng, cả nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành đẩy lùi Covid. Bởi vậy, càng không thể nói rằng đây là việc làm ăn có chuyện chống dịch để quảng cáo của một số doanh nghiệp. Thứ ba, nền kinh tế tại Việt Nam hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nền kinh tế tư nhân luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển. Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Việt Nam hiện nay, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế, có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, có uy tín lớn trên thương trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, thiết nghĩ Jack Hammer Nguyễn không đủ trình độ và tư cách để dạy tỷ phú Phạm Nhật Vượng cách làm kinh tế. Và ông Vượng cũng không cần phải dựa vào sự kiện này để PR quan hệ công chúng theo cách nghĩ thiển cận của Nguyễn. Thứ tư, hình ảnh nắm tay giơ cao đã là một biểu tượng của sự quyết tâm, của sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù của nhân dân Việt Nam, cả trong chống giặc ngoại xâm và hiện nay trong cuộc chiến chống giặc Covid-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc của toàn dân tộc Việt Nam, hình ảnh biểu tượng rất đẹp ấy đã và đang cổ vũ, khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho mọi lực lượng trong công tác chống dịch. Bởi vậy, chỉ những kẻ phản động như Nguyễn mới e dè, sợ cái nắm đấm đó giáng xuống đầu mình. Kẻ chưa đóng góp cho quỹ vaccine lại đi sân si người khác. Kính thưa quý vị, chủ trương kêu gọi đóng góp quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là một chủ trương đúng đắn và thực sự cần thiết. Kính thưa quý vị, chủ trương kêu gọi đóng góp quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là một chủ trương đúng đắn và thực sự cần thiết. Đây là một trong những minh chứng sinh động thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, lợi dụng sự kêu gọi này, những đối tượng chống phá lại ra rất bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Cụ thể, trên trang Chân Trời Mới Media đăng tải bài viết có tiêu đề "Chưa thấy 5 triệu đảng viên đóng góp cho quỹ vaccine ngừa Covid-19" với luận điệu xuyên tạc rằng được các nước trên thế giới khen ngợi đã làm cho căn bệnh ngạo mạn của chính quyền Cộng sản Việt Nam bùng phát mạnh hơn cả đại dịch Covid-19. Điều này đã làm chính quyền Cộng sản Việt Nam chủ quan và không chuẩn bị kế hoạch mua vaccine chống Covid-19 để tiêm phòng cho dân chúng. Thậm chí, chúng còn cho rằng bất kỳ một công việc gì do đảng, chế độ, nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam phát động thì hơn 5,2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có các quan chức ở tầng lớp chóp bu phải gương mẫu thực hiện trước. Nhưng trong gần một tháng qua, theo tuyên truyền của các phương tiện truyền thông của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam thì chỉ thấy các doanh nghiệp nhà nước, một số các doanh nghiệp tư bản đỏ hay tư bản thân hữu đóng góp. Trong số 331.251 tổ chức cá nhân đã đóng góp vào quỹ vaccine, tôi cho rằng đa số là quần chúng nhân dân, các đảng viên tham gia đóng góp rất ít. Không hiểu những kẻ chống phá như Nguyễn Văn Đài đã đóng góp được đồng nào cho quỹ vaccine chưa mà lại sân si soi xét đến vậy. Còn sự thật ở đây là hàng nghìn, hàng triệu đảng viên trên khắp cả nước đã và đang chung tay đóng góp vào quỹ vaccine, bằng chứng ư. Mới đây, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Giao thông Vận tải đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng. Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đảng ủy khối đã ủng hộ hơn 43 triệu đồng vào quỹ, hơn 478 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Ngoại giao ở trong và ngoài nước. Họ không phải là đảng viên thì là ai? Xin thưa, chính phủ kêu gọi cộng đồng chung tay góp của để mua vaccine. Các người khoan vội quy kết đã điệu kiệu xây cổng chào thì lấy tiền thuế của dân, mua vaccine thì kêu dân đóng góp. Xin thưa, nhà nước chỉ kêu gọi chứ không bắt buộc các bạn phải đóng góp. Tiền chủ yếu do các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp mà có. Mọi việc đều phải do nhân dân và vì nhân dân, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam vẫn cao hơn cả núi, rộng hơn cả bốn bề Nam Châu. Giữa vận động ủng hộ với xin, nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu là xin thì chỉ cần chỉ đạo đi từng ngõ, gõ từng nhà và viết biên lai xác nhận đóng góp.
Còn vận động ủng hộ là chỉ ra lời kêu gọi, ủng hộ hay không và ủng hộ bao nhiêu thì tùy mỗi người. Và người dân cả nước nhìn nhận, thấy được lợi ích, tính mạng, sức khỏe của mình được tôn trọng, bảo vệ nên họ tuyệt đối ủng hộ và làm theo. Có thể nói thành công này là của toàn dân, toàn thể đất nước Việt Nam. Chỉ một lời kêu gọi quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 được phát động, ngay lập tức được sự ủng hộ to lớn của người dân và mọi tầng lớp xã hội đã chứng tỏ nhà nước có đường lối đúng, nhân dân nhận thức cao và như vậy Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 trong tương lai gần là hiện hữu. Vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid là điều cần thiết và sáng tạo. Cách làm ấy vừa phát huy được sức mạnh đoàn kết dân tộc, vừa phát huy được tinh thần trách nhiệm của các thành phần trong xã hội, mà đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân đối với vận mệnh dân tộc, vừa giải quyết được các yêu cầu ứng phó với bệnh dịch mà vẫn đảm bảo nguồn lực để duy trì phát triển kinh tế xã hội và tuyệt nhiên không để đứa nào lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá hàng hóa dịch vụ các cổ đồng bào. Đó là một cách giải hoàn hảo cho một bài toán khó mà người giải không phải chỉ có trí tuệ mà còn phải có tâm và có tầm mới làm được, cấm cãi. Việt Nam ta tuy chưa thể sản xuất vaccine nhưng những gì tốt đẹp nhất, tối ưu nhất thì đã được làm cho người dân. Sẽ không thể dừng lại ở con số hơn 13.000 người mà sẽ là 5 triệu, 10 triệu hoặc nhiều hơn nữa số người mắc Covid-19. Nếu như đảng, toàn dân và toàn quân không lăn lưng ra mà chiến đấu mà phục vụ nhân dân, chấp nhận hy sinh về kinh tế để lấy sự an toàn cho người dân. Các cơ quan chức năng, bộ đội, công an, y bác sĩ và công chức nhà nước đã không quản ngày đêm để lo phòng chống dịch. Nhiều người cả mấy tháng trời chưa nhìn thấy chồng, vợ, con của họ. Không có một quốc gia nào tự chống chọi với đại dịch chỉ bằng sự quyết tâm của chính phủ. Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các tổ chức cá nhân đài báo trên về quỹ vaccine phòng chống Covid-19 cũng như xúc phạm đến danh dự, hình ảnh của các cá nhân tổ chức tham gia ủng hộ là việc làm của những kẻ lạc điệu, lạc lõng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Kỳ lạ, rất nhiều người ở quận này nhưng đi quận khác mua đồ. Kính thưa quý vị, ngày thứ 3 thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Ngoài 12 chốt kiểm soát ở khu vực cửa ngõ, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 266 chốt khắp các tuyến phố để kiểm soát người dân ra đường không lý do cần thiết. Theo ghi nhận, sau 2 ngày nhắc nhở, tuyên truyền, sáng nay, hàng loạt trường hợp đã bị cảnh sát giao thông, công an đứng chốt lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng. Lý do ra đường mông lung, không thuyết phục. Một cảnh sát giao thông trực chốt cho biết, dù qua và nay là 2 ngày cuối tuần, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, nhưng vẫn có nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Ai khi gặp chốt cũng đưa giấy thông hành. Một số trường hợp không có giấy thì nói đủ lý do, nhưng mông lung không thuyết phục, nên cảnh sát giao thông đã lập biên bản phạt. Tại chốt trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn vòng xoay Dân Chủ, cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3, trong 3 tiếng buổi sáng đã lập biên bản 7 trường hợp ra đường không lý do. Theo đó, người dân khi lưu thông qua chốt, được cảnh sát giao thông hỏi lý do ra đường thì ấp úng, hoặc nói đi mua đồ, đi sửa xe nên cảnh sát giao thông mời đứng sang một bên, kiểm tra chứng minh nhân dân, căn cước công dân và kiểm tra luôn giấy tờ xe. Sau đó, cảnh sát giao thông lập biên bản phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết theo nghị định 117. Những trường hợp không mang theo cà vẹt, bằng lái cũng bị lập luôn các lỗi vi phạm về giao thông kèm theo. Hai ngày vừa qua vừa nhắc nhở tuyên truyền rất nhiều, hôm nay lực lượng kiên quyết xử lý. Nhiều người nói đi mua đồ mà hỏi đi siêu thị nào hướng này cũng không trả lời được nên cũng bị phạt. Sau khi giải thích cho người dân hiểu, cảnh sát giao thông lập biên bản và họ chấp hành ký biên bản. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 chia sẻ. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Gò Vấp cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đội đã lập biên bản khoảng 20 trường hợp không chứng minh được là ra đường vì lý do thiết yếu theo chỉ thị số 16. Nhiều trường hợp nhà ở quận Gò Vấp mà đi qua chốt xin ra khỏi quận để mua thực phẩm. Các cửa hàng bán thực phẩm tại Gò Vấp rất nhiều, không bị thiếu. Có những người mặc đồ như dân văn phòng nói đi làm thợ hồ, cảnh sát giao thông cũng không giải quyết và phạt luôn vì ra đường không rõ mục đích, vị lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự kể lại. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Gò Vấp, các chốt tại Gò Vấp tới giờ cao điểm lực lượng chức năng rất vất vả. Người dân chờ qua chốt rất đông, dù chỉ thị 16 đã yêu cầu người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết để mua thực phẩm, thuốc men hoặc làm việc trong các lĩnh vực này. Một cảnh sát giao thông trực chốt thở dài, người dân ra đường nói trăm ngàn lý do, cảnh sát giao thông phải giải thích là phải tiếp xúc gần, mà càng giải thích càng kẹt phía sau.